Hello chị. Hello em. Ôi trời. Mệt ghê, đáng em biết thế em dậy luôn xong khi giờ em lên thuyết trình ngọt, đỡ thắc mắc. Tự nhiên nay lên ông cứ nói là thì là bạn ông nhớ nhiều tiền tiền tỷ tiền nọ này chứ đau hết cả đầu. Bạn ống chứ phải ống đâu khoe dữ Ông ấy cũng giàu nhưng mà nói chung là ông ấy dở chứng lắm. Tại hiểu ông ấy dạy cái gì cả. Em lên em thuyết trình nhá, em đọc slide em nói hết đi, nhưng như kiểu này này. Em nói thế nào nói ông mặc kệ. Bực mình nhá. mất một thời gian. Thật luôn á, mà em tức lắm luôn ý, tự nhiên đi gộp lịch các kiểu các thứ vào xong nhỡ hết việc của em. Bực cả mình. Gộp lại như thế nhỉ? Giờ hơi đã trưởng à. Thôi kệ, nay mình không biết là đến lăn ông ấy sẽ cho mấy điểm, chắc là vắng mặt ở đấy thì chắc ông cho 7 hoặc 8 gì đấy. Ở buổi trước ông cho 9 mà. Trời ơi, buổi trước kiểu cứ đứa nào mà nói to nói nhiều nói rõ ràng là điểm cao, còn ông thuyết trình gì kệ không quan tâm. Đọc truyền cả không sai chúng ta. Cứ đọc đúng chính tả, giọng to rõ ràng, có âm đuôi âm cuối, có cử chỉ là múa tay múa chân như thế này, thế là xong. Đang Thật là đọc đau đầu. em. Đây mình đi nốt hai phần này, sau đó mình vào phần nói, nốt phần nói xong rồi là mình sẽ có bài test đúng ta. Đúng rồi đó. À đúng rồi, nhớ em nhớ là như thế. Còn nếu như mà không thì mình quá một hai buổi thôi mình làm test nó cũng chẳng sao cả, Bình thường. Cơ hội. tại vì là cả tháng trước rồi mình chưa có test phát nào hết. Các thầy cô Mà mình lại hỏi đấy. ở em sao lớp này học hoài không test ta, em lớp này người ta em quên test hả, quên làm test 200.000, sợ luôn. Thế là mất. 200.000 một lượt. Trời ơi. Lần thứ ba là ngừng hợp tác. Thôi kì. Sợ luôn chị. Đấy. Đó, hôm nay mình vào cái gì nhỉ? Cái bài đọc. Part 8. Được chưa? Nay mình sẽ lại điền cái này thôi chị. Easy mà. Đó, chị lại ghi Ok. giúp em nhé. Sau đó mình lại back lại cái bài đọc. Mà nhớ là để ý giúp em cả hai cái thông tin ở cả hai cái phần hai cái đoạn văn người ta cho nhé, nó lệch nhau một chút thôi đó mà mình phải phán đoán được. Ok. Đó, chúng nó đang nhắn tin này, mệt ghê. Đâu rồi, mày cũng cũng may, đùa không hiểu sao em may. Em chọn luôn phần đầu tiên. Em mà chọn phần cuối cuối là thôi coi như xong đời. Hôm nay chắc cho chị nghỉ. Tên nữa. Lên nhìn thấy phát phần đầu tiên International Logistics. Logistics quốc tế là chọn luôn. Mất bao nhiêu phút? Em phải chỉnh mất có 10 phút đi. Vẫn Tính được mà. ra để mà em nói xong cái phần đó là chắc phải khoảng tầm 20-30 phút gì đó. Thế nhưng mà như nào ta, gọi gọi chung là chúng nó bảo dài quá, thế là cắt bớt đi. Vì thực ra cái Mỗi bài cái đọc đó bọn em cũng không có làm mà em đi mỗi có đẹp ba. à. Ok, back lại cái bài đọc chứ. Đó, đọc chú em để ý nhá. Lệch nhau một chữ số thôi đấy. Ví dụ như cái quả bên trên là maximum 10 km, bên dưới là 8 km đi kìa. Là hơi hơi đau đầu một tí đấy, không biết chọn cái nào đấy. Ủa tuần này là chị đi học rồi đúng không? Tuần sau nhé. Đó, tuần tới này này.
Ừ, tuần sau bắt đầu học. Đăng ký chưa Chị đăng ký môn rồi. chị? Có trùng không? Có trùng không? Bị là trùng giờ học em ạ. Rồi làm nào Là ta? trùng giờ sáng thứ hai và sáng thứ ba là 9 giờ chị có tiết. 9 giờ có tiết 1. 9 giờ bên đó là 7 giờ bên này đúng không? Đúng không? Là chào đến mấy giờ? Cho đến một tiết là 90 phút và 10 rưỡi. Về đến nhà chị khoảng 10 giờ 45. Nếu mà học được thì cũng tầm 11 giờ hoặc là 12 giờ. Nếu mà em có Lại ngày lại cũng như hôm không. nay nhá, Ừ. có được không ta nhỉ? Ờ, cũng được. 10 giờ đúng không? 10 giờ sáng. 10 giờ sáng. 10 giờ sáng bên này là 12 giờ bên đó Đúng rồi. là học học 12. như hôm nay này. Ừ. Là thế là có mỗi thứ hai thứ ba trùng thôi đúng không chị? Đúng rồi, thứ sáu thì vẫn bình thường. Ok. Ok thôi, thứ sáu đã học thế đi. Thế nhìn giờ thứ sáu mà đổi qua 10 giờ là em không có về nổi, mà chị cũng không có làm gì được. Thứ sáu thì bình thường em vẫn học mà đúng Vâng, tự nhiên đổi lịch của em ấy chứ, cái chờ cái ông dở hơi đi, bực cả mình nha. không? Trời ơi, em mà biết chị nhìn học 10 giờ như vậy thì em nhận luôn lớp kia á. Thế lớp Ờ, nào? lớp lớp cái lớp cái lớp hôm em bảo học 9 giờ sau chị á. À 9 giờ đến 10 giờ á. Trời đất ơi, không nhận được thêm lớp nữa, trời đất ơi. bình thường chị học có 8 giờ 9 giờ mà Vâng, thì một em. lớp từ 9 giờ đến 10 giờ đó. Ừ thì đâu có sao, xong nhận đi. À, cái lớp đó bị trùng mất một buổi thứ năm chứ. Bực kinh. À. Kể ra cái buổi thứ năm á, cái lớp đó mà nó học từ 8 giờ á thì lại đẹp. Buổi thứ năm nữa lớp đó học từ 8 giờ thì 9 giờ em mới học mà. Trời ơi, dội ghê. Xong rồi là hôm nọ mày 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 xem video á, xem watch nhiều á. Xong không kịp nhận được một lớp lúc 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 mấy nhỉ? 2 giờ đến à đâu, lúc 3 rưỡi đến 5 giờ chiều thứ bảy chứ. Trời đất, ý thật là tồi tệ. Em mới nhận thêm được thêm 2 lớp đó nữa, trời ơi em 10 lớp 11 lớp tha hồ kiếm tiền. Một cái giờ phải phải hợp nữa này. Nhận rồi mai mốt nó đổi tùm lum á, cái mình không Đúng dạy được rồi, mình lại phải bỏ lớp. mình bỏ mà bỏ cũng không có bỏ được á. Ừ. Trời biết vậy hôm nay em để cho chị. À, cũng không được ta, vì tối thứ hai em lại nếu không thì em biết thế em để cho chị bù tối thứ hai á. Tối thứ Ừ. hai nhưng mà vừa sáng học xong tối lại học nó cũng không hay lắm ta. Tối chị đi làm, 11 giờ chị mới về lần. Đó, thế cũng không được, buồn đi. Giờ này chị toàn làm full tuần nữa. Sáng ngày nào chị cũng học, sáng không phải học mà ngày nào chị cũng đi làm. Làm đến Không đi 10 làm thì lấy gì ăn đây. giờ. Trời trời ơi. Chị gọi là ha độ như là gọi là gì? Làm nhiều luôn á. Em cũng tham mà. Đi đi về Không, về nó mất thời gian nó với làm một đống chính đấy. chính ra em chính ra em nhận nhiều lớp như thế em lại còn chăm chỉ lên. Ừ. Là 5 giờ hơn 5 giờ đi học về cái là lao vô nấu ăn liền. Nấu ăn xong nấu ăn trước 7 giờ. Ăn xong trước 7 giờ thế là xong, xong rồi là 10 10 giờ dạy học xong thì bắt đầu mới đi tắm. Sáng hôm sau lại ngủ dậy, dậy lại dạy chị, xong rồi lại nấu ăn xong chiều lại đi học. Một cái vòng quay cứ lù bù như vậy. Đau hết đầu luôn. À có tư mới nào không chị? Quên không hỏi chưa? Chắc chắn là không rồi. Ừ, không có. Ok, xong rồi. Nếu mà nó không lừa chị. Nghĩ chắc là vậy rồi. Là Address. gì? Tree. Chữ này đọc là gì? Bright, bridge, riches. Tree, Free three, Bridge three. Bridge, avenue, new, Avenue case. Newcastle. Bridge. Bridge. Bridge là cái cầu. Số 3 cầu Avenue
Newcastle. Nào. Newcastle là cái khách sạn hay sao? Ừ. No, Number two. of student home bedrooms. Four. Ồ, cái này dễ mà. Mấy cái số số này dễ. Còn nó hay lừa nhất chị ấy là ở cái địa chỉ này này. Cái địa chỉ với cái ngày giờ ấy. Được chưa? How far from university? 10 km. Eight. Đây là cái bạn này đang viết vào cái application form mà. À, tao biết ngay mà. Đúng không? Cái bạn Jane Forest này này bạn ấy nói mà, còn còn trường nói là trong vòng 10 cây thì bạn Jane này bạn apply bạn ấy phải nói là mình ở nhà 8 cây chứ đúng không? Rồi, Ok. em bảo mà, em bảo với chị rõ ràng em nói cái đó 8 cây với lại 10 cây rồi mà. Đang chị đang nhìn được Trời trời đất university. ơi. Ủa? How far from university mà? Vâng, đây đây là cái bạn Jane bạn ấy apply. Hiểu không ạ? Bao nhiêu xa từ trường mà đúng Đúng rồi, tức là bao nhiêu xa bắt đầu từ trường á. Đúng không? không ạ? Từ trường là bán kính 8 cây đúng không ạ? À 10 là 10 cây thì nhà bạn này ở trong 8 cây. Và đây nè, trời đất ơi. Đây. Chị nhìn thấy nói không ạ? Ở đây á là we need được chưa? Họ cần maximum là 10 cây. Còn bạn cái bạn Jane Forest này này. Bạn ấy nói là cách có 8 cây thôi. Được chưa? Một cái đằng đây này, cái đằng Mr. Byers này này. Cái ông buyer này này là ông ấy bảo là ví dụ như kiểu là bây giờ tao cần thuê nhà trong khoảng 10 cây. Đấy thì ai có thì ứng tuyển vào cái đơn này. Đó, thì cái bạn Rain Forest này bạn ấy bảo là đấy, nhà tôi có và nó cách có 8 cây thôi. Được chưa? Chứ không nói là 10 cây. Trời trời ơi. Hiểu Cứ nhầm, nói chung là cứ giữa người mua và người bán kiểu như vậy á. rồi. Người người đi thuê thì bảo là xa nhất là ta đi được 10 cây thì người cho thuê bảo đấy nhà có 8 cây thôi. Đấy, thuê đường thì Rồi. thuê. Nói được rồi. Đó. Ok. Number meals per True. Yes, 2 bữa một ngày. Dinner. Starting date. January, đúng Starting date là 1st January. January. Ngày 1 tháng 1 luôn ạ. Bắt đầu từ cái gì? Beginning next Beginning nhé. year. Đây cái từ beginning này. Beginning next Đúng rồi, year. beginning of next Beginning of next year. My room are free. Phòng của tôi thì đang trống. Từ giờ đến sang năm luôn. Được chưa? Đó. Đây ạ. Câu hỏi số 56. You cannot be at the railway station when your father arrived there. Your friend is going to get to meet him for you. Write a note to your friend that say when your father will arrive, what he looked like, what he will be wearing. Write 25 to 35 words. Write your note on answer sheet. Tức là mình không thể đến nhà ga tàu hỏa để đón bố mình được ấy. Thì bây giờ mình nói với bạn mình là đến đó đón hộ. Và bây giờ mình phải viết một vài cái nốt để miêu tả về cái ông đấy, về là ông đấy về bố mình xem là khi nào này, thì khi nào thì ông đến này, ông trông như thế nào này, và ông ấy sẽ kiểu ăn mặc cái gì ấy. Thì bây giờ mà tả người xong không tả nói là ông ấy mặc cái gì như thế nào thì giữa một cái loạt người trong cái nhà nhà ga làm sao mà chúng ta tìm thấy nhau được. Được chưa? Cái bài này sẽ là cái bài viết về nhà chị nhé. Bài này sẽ là bài viết về nhà, trả lời giùm 3 câu hỏi này và ít nhất là từ 25 đến 35 từ. Ok. Được chưa? Và cái bài này chị viết xong ạ thì chị chụp và chị gửi lên Zalo giúp em nhé, gửi vào nhóm chat ấy. Không biết các cô lại bảo ủa sao cái thằng này nó dậy cả tháng trời mà chả thấy có bài tập gì ta.
Ừ. Ok. Các bạn là vì nó không có bài tập gì để mà giao. Ừ, bánh từ mới gì đâu. Được chưa? Ở đây có một vài cái bài gọi là ví dụ để tham khảo. Tomorrow morning at 9 o'clock, my father will arrive at Birmingham New Street Station. He's Japanese. He's taller than me. He's wearing glasses and he hasn't got a lot of hair on his head. Ôi, miêu tả bố mà chán đời thế. Ông cao hơn tôi, ông ấy đeo kính và ông ấy không có nhiều tóc trên đầu. Vậy anh Michikata Michikata. Được chưa? Đây là bài ví dụ. Đấy thì đây mình đã đảm bảo được thứ nhất là ba yếu tố này. Ừ. Thứ nhất là thời gian ông ấy đến là lúc 9 giờ sáng này. Ừ. Cái appearance, cái ngoại hình của ông ấy là ông ấy cao hơn tôi này và ông ấy mặc cái gì, đó là ông ấy đeo kính. Ủa, nghe 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 miêu tả điện đeo kính nghe trông chán đời thì nhỉ. Ra đây ông nào cũng đeo kính, ông nào cũng cao. Ủa ra đây, ông nào gặp mấy ông đeo kính mà vừa hỏi thì làm sao? Đúng rồi đó, kiểu kiểu như vậy. Sao vừa hỏi Trời đất. đeo kính? Thiệt luôn Đáng lẽ là phải nói là xem là ông ấy ở cái toa tàu số mấy đúng không chị? Hoặc ông ấy ra ở cửa số mấy, còn biết rằng là ơ ông này ông kia. ừ. Giống giống như kiểu đi xuống sân bay ấy. Xuống sân bay ấy, ông nào cũng hói hói. Thiệt luôn. Ông nào cũng xách một cái vali, xong ông nào cũng đeo kính. Trời đất ơi, biết thế nào được. Cứ như một trò đùa ấy. Xong cầm cái bảng ghi tên ông ra cho lẹ. Đúng rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình ít khi làm cái đó tại vì là kiểu nó đông, Ừ. với lại căn Ở bản sân nếu bay. như muốn muốn biết được cái đấy á thì là thường thì là phải kiểu biết ở ra cửa số nào cửa nào á, thì mới đón được. Chứ ví dụ như bây giờ mà bảo gì nhỉ, ông ấy ở cửa số 1 mà mình lên cửa số 4 thì có khi là may ra còn nhìn thấy, chứ như lên tầm tự Thầy cửa cô vui lòng liên hệ quản lý lượng để lấy file test định kỳ ngay sau buổi học này. đó là bài này luôn đó. Mình tại vì là mình học nhảy, mình chưa học speaking nên mình phải học speaking nữa xong mình mới được làm test, khổ lắm. Thông tin ở trong speaking nó có test. Cái nhạc trẻ con này nghe chán đời quá. À chị hỏi chị Vi về cái giáo trình chưa? Chị tính là để test xong mà chị xem kết quả thì học Xem như thế ổn không hả? nào. Chị cũng bảo thế hả? Ừ. Hả? Chị Vi chị bảo thế hả? Không, chị tự nghĩ thế đó. Đúng Để rồi xem đó. một tháng học Đó ví nó dụ như ra. nếu nếu ví dụ như mà nếu ví dụ như mà test mà cao lên cao điểm hơn một chút, cao hơn cái khả năng ban đầu á thì là chị sẽ được chuyển giáo trình, mà em nghĩ nếu như mà chuyển giáo trình lên cao hơn nữa là không phải em dạy nữa. Mà chị đang kiểu sao này lơ mơ ấy, chị không bản ý định ban đầu của chị là muốn học TOEIC đúng không, nhưng mà chị thấy cái giáo trình này nó cứ kiểu sao Giống nhở IELTS hơn á. ừ, nên là chị bảo là nếu mà như thế này thì cái căn bản của chị nó đã bị lung lay đúng không, chị không có căn bản này mất gốc các kiểu, mà cứ nếu mà lên một cái giáo trình cao hơn nữa thì nó lại ấy quá, bây giờ chị sao nhỉ? Không theo kịp á, mình học theo á, ý là như bây giờ học á là rất ok, nhưng mà kiểu như là chỉ là ngay lúc này thôi, kiểu học trả lời bài không hiểu chỗ nào em giải xong mà cho từ mới thì ok, nhưng mà sau đó nếu mà sau đó cái tính áp dụng của nó không có cao ấy, hiểu không? Kiểu nếu mà Này chị thì tự chắc là đọc em nghĩ cho đổi về giáo trình ngữ pháp của lớp 9 nào. Tại ừ vì không. cái giáo trình ngữ pháp của lớp 9 thì hầu như là nó kiểu gọi là như thế nào nhỉ? Nó là cái basic nhất rồi. Tại vì là nó không có còn là nó không giống mình, lớp 12 thì nó là thi đại học thì nó lại khác. Còn cái lớp 9 thì nó lại basic lắm rồi. Ừ, nếu mà vậy basic cũng được, nhưng mà nếu mà phải học ra kết quả, còn nếu mà cứ như vậy chị học thì vẫn bình thường, cái giáo trình này thì ok đó, nhưng mà học xong rồi cái tính áp dụng nó không cao á, thì chị cứ kiểu với lại là không phải học tính áp dụng không cao nữa, mà là kiểu cái động lại nó không nhiều, mình không có cái kiến thức căn bản rồi á, học Đúng rồi, xong cái nó này không nó biết chỉ học. nó luyện kỹ năng thôi, Đúng rồi đó, cái kiểu nó như luyện luyện cái kỹ kỹ năng. năng nó chỉ đi thi thôi chứ có nó không không sâu vào cái ngữ pháp nhiều. Ừ. Đó. Nói chung này chủ yếu là nói chung dạy cái này cũng phải có kỹ năng cơ đấy, kiểu thế, dạy về kỹ năng ấy. Đó. Nói chậm mình vào luôn part one luôn ạ. Hôm nay là Ok. mình sẽ sang một cái topic hoàn toàn mới, đó chính là về food. Food. Vâng, food.
Để đồ ăn. Và trong cái chủ đề đồ ăn này thì nó nói đến nhiều cái lắm. Ở đây chúng ta có What is your favorite meal of the day? Tức là hỏi về cái bữa nào mà mình thích nhất trong ngày. Như em thì chủ yếu là bữa tối. Chị thích bữa sáng nhưng mà chẳng bao giờ chị ăn được bữa sáng tại vì chị toàn ngủ Ăn tới sáng bao trưa, giờ? chị toàn ngủ tới trưa thôi. Đúng không? Ngủ đến trưa xong rồi trưa lười lười lại ngủ tiếp. Hoặc dậy ăn tạm cái gì đó chứ cũng không có nấu đồ ăn ra. Hoặc là hôm nào mà chăm một chút thì thôi đi mua đồ ăn là ăn trưa, còn nếu không là ngủ. Kiểu như vậy rồi chứ. Tiếp đến, what food do you like best? Đồ ăn mà mình yêu thích nhất. Đến what food don't you like? Cái đồ ăn mình ghét nhất. Thế nào? Em có cái đồ nào mà em không ăn được không ta? Hình như là có mấy cái thứ em không thích ăn lắm. À, tofu. Tofu á, không phải ăn đậu à? Từ từ lúc em chưa đẻ đến lúc em đẻ là nhà em làm đậu, À. cho nên là cả nhà em không ai khoái ăn đậu. Hình như có mỗi bố em hay sao, bố em thi thoảng mua Yeah. đậu chứ còn mấy mẹ con em mà bảo là bình thường đi mua đậu về ăn chứ không không có đâu. Trời đất Yeah. ơi, Mà đậu cũng nhiều món ngon mà. nhưng mà không không có thích nữa chị ạ. Tại vì là cái lúc mà mình đấy, từ lúc chưa từ trong trứng trở ra đã ngửi đậu rồi ấy. Mẹ em cũng sợ mà. Đó, Chị tofu là cái món mà em không thích nhất. không thích nạp tô. Chị không thích nạp tô của Nhật. Là món gì chị? Đậu mà nó để nó lên men xong mà nó bốc À, nhớ. Thế nào? cái Gọi gì nhỉ, gọi 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 là đậu. Đậu lên cái men. hạt đậu lên men đi đúng không? Đúng rồi, À, đúng em biết thúi. cái đấy rồi. Đúng nhớt Trời ơi, luôn. xong rồi nó thấy thấy người ta, em có xem review những món ăn ghê nhất thì đó đó là cũng thuộc một trong những món ăn gọi là ghê. Gì? Nó bảo bảo là kinh tởm thì lại nói kiểu miệt thị người ta quá, nhưng mà người ta nói là những món ăn ghê tởm nhất, nhưng mà thật sự là bảo cái mùi đấy nó hơi bị ghê đúng không chị? Ừ. Wow. Mùi ghê mà cái vị cũng ghê. Em tưởng tượng đi, nó đang là những cái hạt đậu xong rồi dính vào nhau đúng không, mình bỏ nước tương vào mình quậy lên mà bắt đầu nó nhớt ra, kéo Trời lên ơi, miếng của mẹ rồi, trời kinh ơi, sợ khủng lắm, không ăn nổi. vậy mà bọn Nhật nó thích á, ăn nó tốt sức khỏe mà nó còn rẻ. Trời ơi, nói chung là mỗi một nước có một cái đặc biệt riêng. Như kiểu Việt Nam mình ăn tiết canh á, người nước ngoài người ta đâu có dám ăn đâu đúng Rồi. không chị? Công nhận không, người ta kêu đó đồ tươi sống đó. Trời ơi, Ôi giời. Việt Nam mình cứ nói là bổ, rất bổ, bổ thiệt, nhưng mà rồi Sợ. nhiễm khuẩn lên cầu các kiểu kinh tởm lắm. Mưa ngày còn bé tẹo á, nhà ông em bà thì là con giết lợn, mổ heo để bán á. Còn hồi bé hồi nhỏ xíu á, còn hay ăn. Chứ giờ lớn Đúng là không dám. rồi, trước trước bé bé thì ăn chứ giờ lớn không có ăn đâu. Ừ. Kể cả có tiết Biết làm gì? canh gà hay tiết canh vịt hay tiết canh gì đó em không không có động đến. Mình biết rồi á, mình biết là nó bật như vậy nó không sạch sẽ, nhiều vi Nói chung là người ta làm thì người người nói chung cái những cái đồ đấy mà thường thì là sẽ là do nhà mình làm, chứ còn ít ra ngoài quán ăn thì nó sẽ vẫn là khuẩn. sạch, nhưng mà cái cảm giác mình sợ vì nó nhiều vi khuẩn đó, cho nên là không không có dám ăn Đừng đó. làm gì. Do you love cooking? Ui, it's me. Me I really, really love cooking. too. Yeah. Em là master chef của nhà. Ồ. Món Yeah, gì đúng em cũng nhỉ. nấu được hết. Được à. Trời ơi, chị Chị ơi, cũng trước đây em định đi nấu ăn, xong bố mẹ em chửi em. Định đi học nấu vì ăn. làm ý là mình thích kinh doanh theo một cái hướng khác, mình không phải đi học á. Không, Chị cũng không em tò là mò. em kiểu thích vào bếp á, kiểu như vậy á đó. Bố em bảo mày dở hơi à đó, Đi xong bạn cũng bây giờ nghĩ lại tốt. cũng cũng thấy vất vả. Ừ, thì vất vả thì nhưng mà được làm cái mình thích. Đúng rồi, nó chỉ là cái niềm đam mê thôi.
Đó, cho nên là thôi, kinh doanh vẫn là con đường hàng đầu. Nhanh kiếm tiền. Who often? Often does your cooking in your family? Ai là người thường xuyên nấu ăn ở trong gia đình của bạn? My mother Let's talk about the dish that you like best. Hãy nói về cái món ăn mà mình yêu thích nhất được chưa? Just take these, Ajay. Take sushi. 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 Sushi của Nhật ngon mà. À, chị ăn sushi cá lóc bên đó chưa? Chị muốn đi cá lóc. Cá lóc thì chị ăn... Cá lóc bên này gọi là cái gì nhỉ? Nói chung là cá lóc bên này nó ít lắm, nó không có nhiều như Việt Nam đâu. Cá lóc là chủ yếu của Việt Nam mà. Nhưng mà nó bên dễ này đọc. có. Ừ, nó dễ đọc. Nên là cái người mà nấu được cái con cá đấy nó phải có bằng. Vâng. Nói chung là nó khó nấu á, cho nên là nó cũng đắt nữa. Nó đắt, phải có cái bằng rồi, nói chung là phải cái một phần là ăn vào sợ bị ngộ độc á, ít Vâng. toàn chủ yếu ăn cá hồi, cá ngừ. Đúng rồi. Rồi mấy con cá mà cá biển á, cá trắng rồi đồ này kia. Nói chung là toàn những con không có độc thôi, chứ còn những con có độc khó ăn lắm. Nó thứ nhất là chế biến cho nó cái chế biến cho nó vừa khó mà thứ hai nó vừa đắt nữa. Tốn thời gian nữa, với lại ít người dám ăn ấy. Vâng. Bảo là ngày là mấy con nó không ai ăn cái vứt. Bọn Nhật nó hay vứt đồ ăn lắm nha. Bọn nó không kiểu, ví dụ cái hạn của nó ghi ở trên cái hộp á, chị làm quán đấy biết không, là ngày hôm nay vứt là tất cả phải vứt. Cơm chỉ nấu ăn trong ngày thôi, như là nguyên cái nồi cơm mấy chục ký đó. Nay mà kiểu không bán hết là vứt hết mấy chục ký đó cơm rồi. Không có Vứt giống vứt Việt Nam. Việt Nam mình vứt. là cơm đó hả? Cho Ừ. Đấy lên là lại hấp lại sau lại bán bình thường, hoặc là à, nếu như mà những cái quán cơm cơm rang á ừ. đó, những cái Chuyên quán cơm rồi. rang nó lại thích những cái cơm đó tại vì nó khô rồi, Đúng rang nó rất là rồi. dễ chứ nó không không có giống cái cơm kia. Ừ. Bên này không đâu. Đồ dư dư trong ngày nó Nói vứt hết. chung là bên Nhật người ta rất là đấy, giống như kiểu những cái mấy cái đồ hết hạn, ví dụ kiểu bếp 1-2 hôm hết hạn là người ta không có dùng nữa. Bên Nhật là vứt đồ ăn nhiều nhất thế giới này. Việt Đâu có như Việt Nam mình, trời ơi. Nam mình kiểu ăn được là vẫn ăn đúng không? Kiểu Đúng tiết rồi, kiệm chả chả quan á. tâm gì là hạn hay không á. Giống như cái đợt vừa rồi Tết á, nhà em á, mọi người mang mang bánh kẹo đến á, là em phải lọc ra là cái đồ nào á là còn khoảng tầm kiểu mấy cái đồ bánh kẹo đấy nó làm từ trước Tết khoảng 1-2 tháng ấy, thì của hạn sử dụng của nó chỉ khoảng tầm 6-7 tháng thôi ấy. Là xong Tết một cái là mình phải lọc ra những cái nào mà nó kiểu nó còn khoảng tầm 3-4 tháng thì đấy hết hạn á, là mình phải bỏ ra ăn trước nè, rồi thì mứt mấy các kiểu đó, những cái đó dễ hỏng mà thời gian nó ngắn là mình phải ăn trước đó, kiểu như Ừ. vậy á. Đúng rồi đó. mình Thông phải minh sáng mình suốt. phải khoa học như vậy. Nhưng căn bản đồ hết hạn sử dụng còn 1-2 ngày vẫn ăn được thôi, nhưng mà kiểu tại sao mình không là ăn nó trước đúng không? Mình phải Đúng để nó hết rồi, hạn để mình để hạn làm gì, mình biết là nó cái nào nó cũng có hạn mà đúng không chị, cái nào còn dài còn để được thì thôi ta để sau, kiểu như vậy á. Mình làm như rồi. vậy nó rất là khoa học mà nó không lãng phí, chị công nhận không? Đúng rồi. Mà còn tốt Chứ đúng cho rồi, chứ không nó lãng phí, thứ nhất nó vừa lãng phí mà thứ hai là nó không tốt cho mình nữa. đó. Ừ. Lại nói chuyện lung tung rồi đó, Vô đi. được chưa? Food. Ở đây mình có một cái từ rất là hay. Lát nữa thì em sẽ nói với chị cái từ đấy rất là hay mà mình sẽ không nói đến cái từ food này nữa. Cái từ đấy nó ở một cái tầm rất là level luôn rồi, được chưa? Ở high level luôn rồi. Đấy, ở đây có một loạt những cái đồ một loạt những cái đồ đồ ăn, những quán đồ ăn, rồi trái cây, hoặc trái cây này, rồi thì đồ ăn sống chín hết kiểu rau củ. Mình Trời ơi, lại ho rồi. Hôm nay bên Việt Nam nó lạnh lạnh chị ạ. bên mẹ bên chị bên này cũng âm u, mấy cái À, này chị biết hết rồi. hot dog này thì dễ rồi đúng Ừ, sao
Cheese chicken. Chị có thích ăn hamburger? Em thì em không thích được. Chị không thích ăn fast food. Em không thích cái đồ đó lắm. Kể cả sandwich cũng như vậy. Nhưng em thích rất thích ăn mallet. Mallet, mallet. Cái dưa vàng á chị. Cái dưa dưa vàng gọi là cái Dưa gì nhỉ? Dưa lưới, ngon. lưới. Nhà chị bây giờ chuẩn bị vào mùa dưa lưới với mùa dưa hấu rồi. Đó là đến mùa thao hồ chè. À ở gì nhỉ? Hokkaido đúng Không, ở đâu ở Nhật thì lúc nào cũng có ấy. Có một cái dưa nổi tiếng ở Nhật á. Cái dưa dưa đen á. Dưa Như hấu ở đen Hokkaido hay sao ngọt á? siêu đen. Không, mấy quả mùa nóng này thì làm sao trồng được ở Hokkaido em, ở mấy cái vùng nóng. Em Cái không biết quả nữa, nhưng mà nói chung là em không biết là cái dưa gì ấy, nhưng mà nó ở bên Nhật dưa và nó đắt lắm. Kêu cái dưa đấy hàng năm nó chỉ có mấy chục, hình như có vài tấn hay sao á. cái một một nông trại thì trồng được khoảng một mùa là trồng được khoảng mấy trăm trái á, À, là đúng rồi cái nó cực. vỏ nó màu màu xanh đen, còn Đúng cái rồi, ruột nó đúng vẫn rồi. đỏ thường chứ không phải dưa một đen, Đúng rồi, đúng rồi. Thì kiểu kiểu như vậy á. Đúng không nó chị? đậm màu. Đúng rồi, đắt Cái dưa đấy thì đắt đúng không? đắt lắm, ai mà có tiền ăn giàu ơi. Rồi, ở đây mình có một vài cái đây. Roast chicken là gà nướng chị nhé. Okay. Roast chicken là gà nướng này. Có bacon. Bacon cái này rất phổ biến này. Ở Việt Nam lúc nào cũng cũng đấy này. Và đặc biệt là đi ăn lẩu á, lúc nào cũng ăn cái bacon này. Đi cần phải là Ba cái chỉ ạ. Ba à, tỏi, ba tỏi. chứ nó không phải là cái thịt kiểu thịt thịt còn thịt nguội à? Không. Bacon là cái thịt ba dọi ấy. Tại vì bên chị cái bacon ở bán ở siêu thị là cái thịt nguội á, thịt để ăn chung với sandwich á. Cái này là nó tức là nó chỉ cái loại thịt ý được chưa, nó làm từ thịt ba dọi á Là được rồi. chị thấy đúng không, nó gồm cả nạc cả mỡ, thịt ba Đúng dọi rồi. á, người ta gọi là bacon Bacon, được bacon. chưa. Còn Steak. steak thì chị biết rồi ấy, bít tết ấy. Steak. Steak. Kebab này này là cái thịt chiên, thịt xiên ấy. Cái Xin. này cái thịt xiên này á là chủ yếu nổi tiếng ở ở ở gì nhỉ, Ừ. ở Trung Quốc chị Nhật có biết là Bản nó có. có không, Nhật nhưng mà Bản kiểu có. có, nhưng mà kiểu ở ở Trung Quốc á, nó làm thì nó làm trong kiểu cái đồng ẩm thực đường phố của nó là nó làm ngon hơn. Em nghĩ chắc là kiểu nhìn nhìn thứ nhất là nhìn cái gia vị kiểu nó khác hoàn toàn so với Nhật rồi. Nói chung Nhưng là mà nhìn nhìn ba cái đồ ăn vặt của Trung Quốc là ngon thật. cái xiên này ăn đồ Nhật ngon hơn nha, ăn Trung Quốc trời, Nó cái mùi của cay, nó ghê lắm. Trung Quốc nó làm cay lắm. Cay thì ý là ai ăn cay thì ok hơn, nhưng cái mùi của nó kiểu mình Đúng không rồi, quen á, mùi cái gia mùi vị nó quá. cho nhiều hồi với quế, Đúng rồi đó. Cái gia vị quá nó nhiều toàn ăn nó dùng, nó dùng sọc nhưng lên. mà cơ bản là cái gia vị đấy thì toàn gia vị đắt cơ, nó gọi thảo mộc á. Nhưng mà ăn phải ngon thì mình mới ăn đúng không, đắt Đúng mà rồi, không hợp không ăn đến như bọn nói Trung chung ấy. là kiểu mỗi người một cái hương vị ấy, nhưng em thấy như thế là ok ấy. Kiểu em thì em lại thích cái đồ kiểu thảo mộc như vậy. Chào chị cũng thích ăn đồ Trung nữa, nhưng mà kiểu không thích ăn mấy cái xiên này thôi. Vâng, ở đây mình có ham. Ham là cái giò, Cái cái này cũng bắp kiểu đùi á, được chưa. nguội nguội Vâng, là cái bắp ham. đùi bắp chân á, và cái Ham giò. ham Chà, ui seafood thì ở bên đó chị ăn chán rồi đúng không? Việt Nam mình seafood đắt trên trời á. Bên Nhật thì tùy món. Surprise. Rồi ở đây mình sẽ có một vài cái mẫu câu trả lời được chưa? Với câu hỏi đầu tiên á, what is your favorite meal of the day? Mình sẽ nói là my favorite meal is dinner. Because my family often has a big dinner with many good dishes. Ở Việt Nam thì bữa tối vẫn là bữa quây quần nhất mà. Happy dinner nhiều món ăn. What food do you like best? I love meat the best because it has a lot of nutrition. Ở đây chúng ta có từ nutrition. Lát nữa em sẽ đưa từ mới cho chị ha. Nutrition là năng lượng à?
Nutrition là dinh dưỡng á. dưỡng. Đây ạ. Nutrition, chất dinh dưỡng á, được chưa? Nutrition là chất dinh dưỡng. Nhưng mà nếu là more nutrition thì nó lại là suy dinh dưỡng. Mơ biết sao? M-A-L. More nutrition. Một chơi sao? More nutrition để chọn biết cái từ more ấy ở đằng trước từ nutrition ấy là suy dinh dưỡng. Không suy dinh dưỡng. Ology. Ology. Được chưa? Ology. Ology là dị ứng. Ology. Recept. Recept. Recept là công thức nấu ăn. Recipe. 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 Được chưa? Ừ. Rồi mình quay trở lại với các cái câu hỏi gợi các câu trả lời gợi ý cho mình nhé. Đấy thì theo như chị á thì cái what food do you like the best? Ủa, nãy chị trả lời mà. I like sushi the best. Lại còn phải là because đằng sau nữa hả? Vâng. Vì sao? Tức là mình phải làm cho nó dài cái câu câu trả lời của mình ra để chậm. Kiểu nói văn hoa lên thêm một chút thì cái điểm mình nó sẽ cao hơn. Because I like seafood so much. Ok. So what food don't you like? Natto. I don't like natto because natto chả là tiếng Nhật luôn. Natto because cái mùi nó kinh là gì nhỉ? It smells not good. Smell not good. It smell not good. Mùi kinh dị. Ở đây người ta trả lời là I don't like shrimp because I have an allergy to shrimp. Nếu như mình dị ứng cái món nào á thì mình có thể nói được chứ. Chị thì em thì em chả dị ứng cái gì cả. Chị cũng không bị dị ứng. Đùa, sao chị em mình dễ nuôi vậy ta? Ăn tạp. Ăn tạp, đúng kiểu ăn tạp. Đúng kiểu ăn tạp. Rồi tiếp, do you love cooking? Yes, I do. Yes, I do. Cái câu này đúng với em này. Em lúc nào cũng nấu nhiều món mới cho nhà em. Thật luôn á. Em hay sáng tạo nhiều món mới lắm. Try different recipes. Tức là thử nhiều cái công thức á. Tức là ví dụ như kiểu cũng là mấy cái đồ đấy xong em lên Google á. Em lên nấu Google món. Em tra xem có cái món nào nó hay hay á. Mà có mấy cái đồ đấy nhà mình có mình lại nấu cho cả nhà. Giống như kiểu gì nhỉ? Cái nhà em kiểu hay hay mua nhiều thịt lợn, nó là mua nguyên một một đùi vé là nó sẽ có cái ham, có cái chân giò, có cái ham, và em thường hay là gì mà nhà bố em biết là kiểu em hay hầm như vậy á, là lúc nào cũng cắt nguyên cái phần đó để lại cho em, sau đó em làm gì là làm mà cả nhà ăn hết. Thì em thường hay cho vào kho, à đó, hầm hầm thì đúng hơn, hầm, sau đó thì em hầm theo cái kiểu cái gia vị thuốc bắc, theo kiểu của Trung Quốc á, thơm cực luôn, trời ơi, nhưng mà ăn nó hơi ngấy. Đồ Trung Quốc được cái nhiều mỡ, nhiều dầu. Nhưng mà cái này em kiểu gọi là gì ta, em không không cho dầu vào, mà kiểu mình làm theo cái cách của mình nhá, chế biến. Thứ nhất là cho nó bớt cái mùi hăng của nó đi, cái thịt nó có mùi hăng mà. Đó, xong bắt đầu cho vào trong hầm. Hầm nồi trong hầm đo nồi hầm trong vòng 60 phút. Nồi áp suất hầm 60 phút tức là nó nhừ hết ra, trời ơi ăn nó ngon lắm. Nhưng mà làm lâu công lắm mà. Mất buổi chiều mới xong. Muốn ăn ngon, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Đó. Đúng không? Kiểu bây giờ mình không thể nào mình lấy luôn cái thịt cái miếng cái chân giò đó mình cho vào mình nồi mình ninh luôn được. Mà bắt đầu phải mang ra cho khò kiểu hơ qua thui qua lửa. Cứ cho để nó cháy hết những cái lông còn sót lại đi này. Xong bắt đầu lại cạo hết cái lượt đó đi để cho nó còn để lại một cái lớp màu vàng vàng. Xong rồi bắt đầu mới lại cho lên luộc qua. Để trần nghe qua để cho nó hết cái bọt đó đi. Trời ơi. Trần là phải luộc với rượu, với gừng, với sả cho nó hết cái mùi đó đi.
nó xong bắt đầu lại cho vào ướp, ướp gia vị 7 7 49 thứ, xong bắt đầu mới cho vào nồi hầm. Rồi. Cái lần nào mà làm em làm mất buổi. Thì muốn ăn ngon thì mình phải đầu tư. Đó, mệt lắm. Nhưng mà vui, được cái nó thỏa mãn cái đam mê của mình. Chứ mà mình làm cái gì mình thích thì mình phải vui thôi. Được chưa? Tiếp đến là my mother. À, who offered does your cooking in your family? Ai là người thường nấu ăn? May mà chưa Đúng không? Thường thì luôn luôn là mẹ. Ít khi có bố mà nấu ăn á, em nói thật. sometimes I have my mother with it. And sometimes I have her Have do it. Ở her. đây ấy, như em nói với chị đúng không, là em có một cái từ dành riêng cho cái từ em nói cho chị ạ. Là cái từ này nó ở cái tầm level cao hơn, mình không nói là food, được chưa? Ví dụ như kiểu mình đi đến đâu á, mình nói về cái món món ăn địa phương đúng không ạ? Gọi là cái gì nhỉ? Cái local food ấy, cái ẩm thực địa phương ấy, thì mình sẽ không nói là local food được chưa? Thường thì mình hay sử dụng từ local đúng không ạ? Chỉ địa phương. Được chưa? Đây là kiểu món ăn đặc sản, đặc sản. Rồi mình nghĩ ra, đặc sản được chưa? Thì mình sẽ thay bằng cái từ đó là từ cuisine. 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 Được chưa? Cuisine thì nó hay hơn, và cái từ này là người ta đánh giá nó cao hơn. Nó Ẩm văn thực. hóa hơn được chưa? Cuisine. Ở đây nó nói là ẩm thực được chưa? Mình hay nói food là đồ ăn, nhưng đây mình nói cuisine nó là ẩm thực. Đấy thì nghe nghe nó sang hơn rồi. Cuisine. Cuisine, cuisine, không là cue ạ. Cuisine. Cuisine. Cui, Cuisine. cui. Cuisine. Đó, Cuisine. 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 Đó, nó giống như kiểu nó cái từ này nó gần giống kiểu tiếng Hán. Cuisine. Giống tiếng Hán của Trung Quốc, nó giống như kiểu cái từ phong xỉ. Phong xỉ. Phong xỉ, phong xỉ. Là phong thủy á, phong xỉ. Được chưa? Nó gần giống tiếng Hán á, phong xỉ. Cuisine, cuisine. Được chưa? Ở đây có favorite dish. Thì khi mà mình nói về cái favorite favorite dish này này, thì mình phải nói ít nhất là ba câu. Ở đây em sẽ giúp chị là thứ nhất là phải what the dish is, nó là món gì được chưa? Tên của món đó. Sau đó đến là what is made of, nó làm bởi cái gì, và why you like it, tại vì sao mình thích nó. Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có đó là beef noodle, hay mình gọi là phở bò. Được Beef chưa? Phở bò chứ cũng không phải beef noodle. Mì bò khác mà phở bò khác, chị công nhận không? Phở là một cái danh từ riêng của Việt Nam. Đấy, chị đừng đừng em nghĩ là kể cả mình thật sự là nếu như mình có nói gì nhỉ? Gọi là mình có giới thiệu với người nước ngoài á về cái phở, mình cũng đừng có nói là noodle. Được noodle. chưa? Nó Tại sợ vì phở của người nước à cái mì của người nước ngoài nó làm nó hoàn toàn khác với cái phở của Việt Nam. Chị công nhận không? rồi. Cái bánh phở của mình làm nó đã hoàn toàn khác rồi. Đó. Thì cái và đặc biệt là cách làm của mình nó cũng rất là khác. Cho nên là cái từ phở và cái từ bánh mì ấy, được chưa? Phở và bánh mì là hai cái từ của Việt Nam mà được cho vào từ điển tiếng Anh của thế giới. Phở và Đúng rồi. Đó, phở và bánh mì cũng như là bánh chưng. Đừng có nói chưng cake chị nhé, nghe quê lắm. bánh Vì mì. cake, cake nó liên quan đến bánh ngọt. Trứng Được chưa? Cake là bánh ngọt, còn mình nói chưng cake khác nào, bánh chưng của mình nó ngọt. Thực chất bánh chưng của mình có vị hơi mặn mà. cake. Đúng rồi. Đó, thì mình nên sử dụng cái đúng cái danh từ riêng của nó. Bánh chưng. Bánh chưng hay là phở. Đặc biệt là cái món bún đậu mắm tôm. Được chưa? Đấy, những tức là những cái đồ ăn của Việt Nam á, thì mình nên tôn trọng, mình nên sử dụng cái tên riêng của nó. Hạn chế sử dụng những cái gọi là mình dịch word by word ấy. Được chưa? Tại vì rất nhiều người dịch là chưng khách, nhưng mà thực chất nói như thế nó không không có đúng. Đúng rồi. Hoặc là beef noodle đây cũng như vậy này. Được chưa? Beef noodles ở đây cũng như vậy. Thì nó mì bò khác mà phở bò nó lại hoàn toàn khác rồi. Mì bò thì nó có thể làm từ mì tôm gì đó, nhưng mà riêng phở bò thì không thể nào làm từ mì tôm được. Đúng không? Hoặc là bún bò cũng như vậy á. Đấy thì là mình nên
tôn trọng cái gọi là bản bản sắc của mình như vậy. Em là em hay sử dụng như vậy chứ em không không có kiểu gọi là gì nhỉ? Tây hóa tên gọi những cái món ăn là cái gì? Vì nó là đặc Đúng sản của mình mà. rồi. Giống giống như kiểu người Nhật á, người ta gọi là sushi á, thì cả thế giới vẫn phải tôn trọng người ta gọi là món sushi. Ừ, đúng rồi. Đúng không ạ? Làm sao gọi được? Hay là ví dụ như kiểu kim chi của Hàn cũng như vậy á. Ừ. Người ta vẫn phải tôn trọng người ta gọi là kim chi. Đó chứ không không thể nào mà dịch kiểu word by word ra được. Được mà. Ở chợ Thật ở đây là mình mất. có một cái từ đó là từ test full broth, ở chợ là nước dùng ấy. Tên Được chưa? Test ai full broth, nước dùng. ừ. Đây, nó đây là mess of rice, beef and kale, herbs. Nice. Herbs là kiểu cái gì nhỉ? Lại quên cái từ này rồi. Nó giống như kiểu cái đồ ăn sống đi, đồ ăn kèm á. Herbs. Cho chút thì em dịch nhé, vì em cũng ngáo ngáo cái từ này lắm. Thảo mộc. Từ Được nào? chưa? Herbs là các loại thảo mộc. Đó, ở đây mình có từ herbs là các loại thảo mộc này. Test full broth là nước dùng. Cái gì nhỉ? Cái đầu bếp hàng đầu thế giới của chương trình MasterChef của Mỹ á, đến Việt Nam và ăn thử hủ tiếu. Golden Golden Vâng. Sensei. Ông em không nhớ tên nhưng mà ông ấy ăn thử hủ tiếu và ông ấy nói là mỹ vị nhân gian. Gọi là những mỹ vị nhân gian. Được chưa? Ok. Rồi, I love beef noodles. I love phở, phở Vietnam. bò. Because it is one of the famous dishes in Vietnam. Là một trong những món nổi tiếng của Việt Nam. Đúng rồi đấy, Việt Nam mình gọi là thiên đường ẩm thực. Xin chào. Được. Chị có nhận không? Thiên đường ẩm thực luôn. Đặc biệt là ẩm thực đường phố. Ẩm thực đường phố của mình cũng không bao giờ kém ẩm thực của Trung Quốc hay là của nước nào khác cả. Nào hết á. Bọn chúng ấy kiểu như bọn nó còn thích cái đồ ăn của mình dễ ăn mà. Vâng. À, ví dụ như kiểu cái món chị em mình cứ nói lạc đề đi, hôm nay học đến 11 giờ cũng được. À, giống như kiểu cái món gì nhỉ, đu đủ đâm của Thái Lan á, là người ta ăn với lại ghẹ à, đâu ba khía sống luôn, ba khía sống, nhưng mà Việt Nam mình là ăn ba khía ngâm chín chứ không không có ăn sống như vậy, kiểu như vậy. Cho nên là người ta rất là thích, và đặc biệt là người người Việt mình sẽ giảm bớt cái độ cay đi ấy. Chị công nhận không? Kiểu Việt Biến Nam hóa mình biến biến tấu rất nhiều món rất hay. mà còn ngon nữa. Đúng rồi. Ngon ngon hơn món chính ý. À, ngon hơn cái món gốc ấy. Nói về đồ ăn thì Mình em thích lắm. chị cũng thích, chị thích nấu ăn. Em hay xem ba cái chương trình ẩm thực lắm. Có MasterChef MasterChef thì ít khi xem nhưng mà xem toàn những cái chương trình của Việt Nam á. à? Cái gì có ông Trường Giang có cái chương trình gì đó. Trường Giang là có muốn ăn phải lăn vào bếp, nhưng mà ông đến nấu cũng cũng đỉnh thật luôn á, Hay nhưng mà ha, mở mấy cái nhà hàng, trời ơi. cái ông, nhưng mà em không thích ông Trường Giang lắm, tại vì là cái món nào cũng cho đường và cho ớt. Sao? Cái người miền Người Trung nó miền là kiểu như vậy á. Nam. Không phải, người miền Nam chị cũng ăn cái đồ ngọt luôn. Nhưng Vâng. mà cái vị Nó nó cứ ngọt ngang quá, ngọt. nó mặn quá thì không thích, Vâng. hiểu không? Đấy, Người miền Trung thật sự ở Trung là Nhật mà. kiểu cái vị vị ăn nó quen rồi ấy, nhưng ngoài Bắc này người ta không ăn ngọt được, kiểu như vậy. Đúng rồi, Người người ngoài Bắc này nấu là phải có mì chính đúng không chị? Có bột ngọt rồi á. Bột ngọt là chính bột ngọt riêng chứ còn đường là đường riêng. người Nam không ăn bột ngọt, Đúng không rồi. phải không ăn bột ngọt mà không ăn nhiều bột ngọt Đúng rồi. Còn mấy. ngoài miền Bắc là chủ yếu dùng bột ngọt. Đúng rồi đó, người ta kêu ăn bột ngọt nhiều bị ung thư, như là những cái clip mà thỉnh thoảng đi coi trên Facebook đó, ta thấy được những cái clip mà người ta nấu phở, người ta cho một muỗng bột ngọt và sau đó người ta mới chế nó dùng, em thấy không? Đúng rồi, thì chủ yếu Đó. đấy đấy là cái độ cái tạo độ ngọt chính mà Ừ. Ăn cái vị bột ngọt là thấy rõ luôn, nó không có ngọt nó như lợ xưa nữa. lợ, Đúng rồi, cái vị đó. kiểu nói chung là cái đồ gì cũng vậy, mà lạm dụng quá nó không tốt. Ừ. Chứ thực chất ra là mình ăn cái theo em nghĩ là mình ăn cái gì cũng vậy, quá là không tốt đúng không ạ? Rồi, vừa Cái đủ gì thôi. quá cũng không tốt, nó vừa đủ thì là nó rất có tốt, có lợi cho sức khỏe, giống như kiểu uống rượu á, chị công nhận không?
nó rồi. nói là nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mà với những cái người ví dụ người ta chỉ uống một vài chén á thì cái rượu nó sẽ lên men những cái đồ ăn ở trong dạ dày á, nó kích thích cho cái quá trình lên men ở trong dạ dày này và cái quá trình phân giải á, nó kiểu nó kích thích cho gan hoạt động nhiều đấy á. Thì là cái kiểu nó hấp thụ vào cơ thể người nó rất là tốt, chứ đừng có nói là uống rượu là xấu, Tự vừa đủ thôi. đúng không? Tức là cái gì cũng ở mức vừa phải là nó sẽ tốt mà, kiểu như vậy á. Chị thấy những người người ta chỉ mỗi bữa người ta chỉ uống một vài chén rượu á, thì người ta làm việc rất là tốt, đúng không? Sức khỏe người ta rất là ok, người ta không có bệnh tật gì hết, đúng không ạ? Một câu chuyện buồn về rượu. Đó thì cho nên là cái gì thế mà lạm dụng nhiều Rượu không có tốt, nhất là bột ngọt với lại cái hạt nêm á, nên xong nấu phở bây giờ người ta chỉ có sử dụng những ba cái thứ đồ đó, chứ còn xương hầm thì cũng có nhưng mà cái độ ngọt của xương nó không bao giờ ngọt như thế. nó rất là khác luôn. Do Party. often eat fast food? Có thường Rồi, ăn đi. đồ ăn nhanh không ạ? Em nghĩ chắc là sometimes, thi thoảng là sẽ ăn. Chứ còn Sometimes nếu có. mình nói là mình không ăn thì không có đúng. Không sai. Ờ, không có đúng. Không, không, Đúng ạ. sao hết. Không, Đúng không ạ. dùng được. Tại vì là đôi khi á, mình bắt buộc mình phải ăn. Chị công nhận không Đúng ạ? rồi. Trong trong những cái lúc mà mình có cần cái làm cái công việc nhanh á, là mình bắt buộc phải sử dụng cái fast food. Và cái lợi ích của nó là như cái lợi ích của fast food là như vậy, chứ lạm dụng Cái tên đấy lại đó. vấn đề lạm dụng kiểu thế nó không tốt, nó lại béo phì ấy. Đúng ạ. Nước tiêu thụ fast food. Ghê thì. Thứ Are nhất, thứ hai. you a good cook? Bạn có phải là người nấu tốt không ạ? I think yes. I At what times do you Ôi đụ hùng tám. your What times do you usually eat your meals? Thường ăn ăn vào một meal. lúc nào? Mới ngủ dậy xong là sao nhỉ? Nói như sao? After I get After I get up. After Oh yeah, may quá mình vẫn được điểm cao. up. 8 điểm. Có một Mấy đứa được điểm? 9 hơn em là tại vì cái chất giọng của nó hay hơn em và cái cách trình bày nó khác em. Nhưng mà mình vẫn được như vậy, tại vì em bỏ về sớm mà. Tám điểm là giỏi rồi. Did you have breakfast, lunch today? Did you have breakfast, lunch today? Có ăn sáng hay là ăn trưa ngày hôm nay không ạ? Yes, always. Tôi chỉ ăn lunch. Đúng rồi. Không, thế này thì mình sẽ nói là I have lunch Have lunch today. I have lunch today. Được chưa? today. Mình đã có today đầu thì không có today cuối. Được chưa? Today I have lunch. Yes. Do you always eat vegetables? Wheat. Gì? Lại cái vegetable này. Ở Việt Nam bây giờ mấy năm nay nó thịnh hành cái xu thế gọi là ăn eat clean. Chị biết chị biết. Eat Xong rồi là con bạn em nó còn ăn keto cơ. clean. Thỉnh thoảng mà muốn làm cân thì chị cũng ăn eat clean á, nhưng mà cũng kiểu không có kiên trì được lâu á. Con bạn em nó còn ăn eat clean cơ chị ạ. Không được ăn tinh bột. Em bảo trời ơi, bây giờ con người nó to như thế này đúng không ạ? Nó cần một cái lượng năng lượng vừa đủ đủ lớn để có thể hoạt động được. Bây giờ tự nhiên đi ăn không ăn đi ăn keto không ăn một chút đường bột nào. Thứ nhất là nó thiếu đường trong cơ thể, chị công nhận không? Cái Sợ. lượng đường huyết ở trong máu nó sẽ giảm đi thì cái hiệu quả công việc nó sẽ không bao giờ cao. Không Đúng thiếu không? minh mẫn. Đúng rồi. Cái em thì cái cách ăn keto ấy nó vẫn dậy, nhưng đấy là cách ăn ngu nhất. Chị công nhận không ạ? Muốn Đấy là giảm một cái cân cách thì giảm cân mà ngu nhất thật sự. Muốn muốn giảm giảm cân cân thì á, thì hãy ăn ít clean, tức là ăn gì? ừ. Ăn ít tinh bột à, không chứ không phải là không ăn tinh bột, ăn ít tinh bột, ăn ít cái chất giàu protein và hãy ăn nhiều chất xơ đúng không ạ? Đúng rồi, Đó nó thì sạch. cái cơ thể của mình nó mới có thể đủ cái năng lượng để mà nó hoạt động được chứ. Bây giờ nhìn mấy đứa ăn keto xong nhìn người cứ bơ phờ ra ấy, làm chả làm được cái việc gì ra hồn ấy. Ăn nếu mà muốn giảm cân hay gì là phải kiểu một cái quá trình dài, Quá chứ mình trình đừng có dài chứ kiểu mấy đứa cứ thích sốc nổi á trời. tuần mấy cân xong nó béo lại ngay à. Thật sự chị em đã từng bán em bán em bán đâu rồi
bán thuốc giảm cân xong bán tăng mỡ kiểu chúng nó uống có hơn tháng chúng nó kêu ốp sao chưa thấy xuống. Ui dồi ôi, nếu như thế thì chắc là nhà sản xuất người ta giàu thành tỷ phú. Đúng rồi. Kiểu bây giờ có cái thuốc nào uống tháng hoặc uống vài ngày tự nhiên thấy tụt vài cân đi, thế là tranh nhau mua đúng không chị? Đúng rồi. Thế là nhà sản xuất nó sản xuất ra được nhiều thôi đúng không? Có hại hết mà. Trời đất. Quảng cáo thì Em mình thấy quá thật sự hay. là cái tâm lý giảm cân của nhiều người nó không có đúng. Những cái người mà em cứ thử, tại em gầy em không biết thôi, những cái đứa mà nó béo á, nó muốn thử tất cả mọi cách để nó có thể gầy. Đúng rồi, nhưng mà cái tức là kiểu cái tâm lý của nó không được vững đấy, Thì người ta kiểu những đã cái người kiểu cứ cả thèm chóng chán ấy. càng béo rồi thì làm cái gì cũng được, chỉ cần gầy xuống là được. Đúng rồi, nhưng mà đôi khi thì bất chấp quá thì thế ảnh hưởng đến Đấy, sức khỏe của mình đó. người ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều đâu. Nhiều cái người nào mà người ta tâm lý người ta ok ổn định thì người ta cứ béo tí thì có làm sao đúng không? Đúng Nước rồi. Mỹ không có nhiều người mà bị kiểu body shaming Cái vấn đề á. body shaming ở Việt Nam rất là nhức nhối, Đúng rồi đó. có rất là nhiều người vì tự tử vì bị body shaming ấy. Đúng rồi đó. Do you eat fruit every day? Yes, always. I Đúng không? do. Always. Always luôn, lúc nào cũng thích ăn hoa quả. Thứ nhất là it make my skin smoothly. Làm cho da của Sao? mình smoothly là mềm mịn hơn. Được chưa? Làm cho da mềm Đúng rồi. mịn hơn, nhưng mà đúng thật. Ăn ăn trái cây, uống nước ép nhiều, da sẽ đẹp. Được chưa? Then what food do you think is unhealthy? Extra Yes, always fast food. A junk food. Fast food and junk food. Đồ ăn vặt cũng không fruits. tốt đâu ạ. Ừ. Ở đây mình dịch từ junk ra, nó là như kiểu là rác thải. Được chưa? Nhưng mà mình nói junk food là đồ ăn vặt. Chứ đừng có nói Junk là đồ ăn rác thải chị nhá. food. Junk dịch Được cái đồ chưa? ăn rất. Vâng. Cái từ junk nó có nghĩa là như kiểu đồ rác thải, đồ bỏ đi ấy. Được chưa? Đó thì always là fast food not good for health. Not good for Đúng không ạ? Luôn luôn là không tốt cho sức khỏe rồi. health. Rồi thì alcohol, đồ uống có cồn nhé, rượu, Alcohol. like wine, beer, đúng không? Mấy cái thứ đồ uống có cồn á, hay là như kiểu ở Việt Nam mình có cái Strongbow, Strongbow. đúng không? Strongbow uống Cái, thôi. Cái độ cồn nó cũng nhẹ. vâng, nhưng mà kiểu nó đã liên quan đến đồ cồn thì uống nhiều không tốt á. Uống ít thôi. Em có uống được rượu Úi giời, em chùm rượu ấy. không? Nhà Má em cả ba bố con em không sợ ai thật luôn, cho nên là em mới gầy như này đó. nhưng mà em đâu có, chị nhìn em chắc cũng đâu uống thường xuyên đâu. Đúng rồi, tức là kiểu tức là như thế này nhá, có cái công việc gì á thì là kiểu mình bắt buộc mình phải uống ấy, ví dụ như kiểu sinh nhật này hay là lâu lâu liên hoan cái gì đó thì là sẽ uống, chứ còn bình thường never never never. Đơn giản như tối hôm qua mấy ông anh rủ đi uống bia, bảo nay trời hôm qua nó nóng chị ạ, con nó nóng thế mẹ luôn ý, nói bậy xíu nhưng mà nó nóng thế mẹ luôn. Xong rồi là mấy anh bảo rủ đi uống bia, bảo trời ơi em dậy em cũng muốn đi lắm nhưng mà em dậy em không đi nổi Làm hết rồi. đó. Được Em chắc chưa? dậy phụ lắm. Đó, mình sang part 2 luôn ạ. Nó part 2 này đi cho nó hết luôn, hôm nay mình cứ dậy quá giờ xíu cũng được, kệ nó. Được chưa? Ở đây mình có câu hỏi với từ where to, mình sẽ đặt câu hỏi where to. Where to là chỉ mục đích đi đâu, được chưa? Sẽ là where do we go in school trip? Chúng ta sẽ đi đâu vào đi đâu ở cái chuyến đi của trường. Được chưa? Tiếp đến đây ạ, đến đây thì mình sẽ sử dụng câu hỏi gì ạ? When? When ạ? When is the school trip? Được chưa? Visit. 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 Thăm gì đúng Vâng. không? Thăm gì thì mình hỏi cái gì đây? What hả? Which place? With cái Hoặc là gì? mình hỏi là where do we visit cũng được, chúng ta đi thăm ở đâu cũng được. Where do
Được chưa? Nhưng mà thực chất ở đây nếu như mình cho where á, thì nó cũng không hay lắm, tại vì ở bên trên là mình đã hỏi là đi đâu rồi ấy. week Đúng đi không ạ? cái Vì này. mình có trip to London rồi ấy. Ừ. Là đến London rồi thì bây giờ mình đến đấy thì mình kiểu thăm cái gì ấy. Thì mình nên là chọn là which, nên lựa chọn ấy, được chưa? Which là chỉ cho lựa chọn ấy, được chưa? Được, take anything. Bằng gì? Chứ Bằng đừng gì có hỏi hỏi? gì ạ. Take anything. Do. Do we need to take anything with us? Do we need to take anything with us? Mà, thì tôi có cần mang theo cái gì bên người không? Ở đây là take raincoat, mang áo mưa. Rồi đến lunch đi ạ. What time? Đúng không? What time? What time we have lunch? Mấy giờ thì sẽ ăn trưa? Và em thấy cái này ấy, thì nó ít khi gặp này. Cái dạng bài này nó chủ yếu nó hỏi chị giống như kiểu cái vừa nãy em nói với chị ở cái phần part 1 á. Được chưa? À, cái emoji này thì thôi cái này nó kiểu nó dành cho trẻ con hơn. Mình tưởng tượng là mình là giáo viên xong rồi là giới thiệu. Easy. Đúng không ạ? Cheap school. Hay thật, cho luôn câu trả lời xong mới cho hình lên. Anh. Đấy là mình có opening time thì mình sẽ hỏi là what is the opening time. Chị nhớ cho em này, sau what, sau từ để hỏi thì thường sẽ phải có động từ to be, được chưa? What is the opening time of the swimming pool? Mấy giờ mở cửa này? Hỏi về giá thì đơn giản rồi đúng không ạ? Hỏi về giá cả thì rất dễ rồi, sử dụng là how much đúng không ạ? How Rồi ạ, where is the address là hỏi về địa chỉ ạ. of the Lưu ý giúp pool. em nhé, đã có address thì sẽ không hỏi bằng when ạ. À, bằng where, sorry, không hỏi bằng where. Mà mình sẽ hỏi luôn là where is the address luôn ạ. Hỏi địa chỉ cụ thể luôn ạ. Chứ mình không hỏi là nó ở đâu, được chưa? Rồi, tiếp đến là hỏi về cà phê. Ở đây thì mình dạng câu hỏi có không ý. Có không thì mình sẽ sử dụng là to be, đảo to be lên đầu. Idea cafe. Is there a cafe? Idea cafe. Được chưa? There ở đây thì thôi bỏ, vì chỉ có một there Học thôi chứ không nhiều there. there. Mình phải giản lược nó đi, được chưa? Rồi ạ. Ok. Tiếp tiếp tục là lesson for children, là các cái lớp học cho tiết học cho trẻ con ấy, thì là hỏi là cũng ở dạng kiểu có hay không ấy, được chưa? Và đây thì mình lại phải sử dụng trợ động từ giúp em nhé, vì chủ ngữ đây là hỏi về người, được chưa? Chủ ngữ hỏi về người mình sử dụng trợ động từ, và thường thì cái này là nó hỏi về hiện tại thôi, được chưa? Rất là dễ, easy. Do they have lesson for children? Được chưa? Rồi, 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 không, không, không. Imagine làm cái gì nữa? Để đây nhỉ? Em bảo chị bài tập về nhà có cái gì chị nhớ làm giúp em nhé. Ok, để chị làm một chút Rồi chị làm xong đó chị gửi lên trên 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 copy. Zalo giúp em. Ok. Ok chị, Trước goodbye. thứ hai là được không? Trước thứ hai là được không? Vâng, cứ gửi cho em trước thứ hai là được. Xong rồi là nhớ là thứ hai là sẽ làm test chị nhé. Ok. Xem nào. Test. Gì nhỉ? Để em đổi lại giờ cái. Thứ hai, thứ bắt đầu từ sau chị học rồi. Thứ hai, thứ ba là 12 giờ đến 1 giờ à? 12 giờ đến 12 Vâng. Và giống như giờ hôm nay này. 45 chứ. Thứ ba nhá. Thứ Vâng. sáu vẫn Thứ 10 giờ sáu vẫn nhá. lưu về lịch như vậy. Đó, để em xóa bớt cái lịch này đi. Nếu mà có hạ lớp thì vẫn là em đúng không? Vâng, nếu hạ lớp thì vẫn là em mà. Đấy thì vẫn là em. Ừ, Nếu như mà chị. lên lên giáo trình cao hơn một cái giáo trình nữa thì em sẽ không không được dạy. Tại vì À. là gọi là như nào ta, em chưa có cái chứng chỉ đó cho nên là em chưa chưa có được dạy. À. Thôi, chị làm gì có cái cửa mà đi lên. Trời biết đâu được chị ơi. Thế là Thôi, vào
không muốn lên, chị muốn học lại căn bản. 9 9 giờ. Thế là 9 giờ ở bên này chị nhỉ? À 10 giờ ở bên này. Ok đúng Mình không? vâng, được 10 giờ ở bên này. 10 giờ ở bên này và thứ hai thứ ba. Ok. Em lưu ạ. Thế sẽ em sẽ đặt lịch là 9:55 và em sẽ vào dậy. Ok. Được chưa? Ok. Đó thì Ok. thứ hai này mình sẽ làm test chị nhé. Ok. Làm test bây giờ đơn giản hơn rồi là vì em không cần phải báo QC gì hết, em tự vào em lấy đề em làm. Quy trình mới không như trước. Như trước em phải báo này, xong bắt đầu QC bắt đầu lại gửi đề cho em này. Em làm xong lại gửi cho QC, xong QC mới lại gửi cho chị. Và Phần bây giờ test thì là có em em cứ đó. nghe nói đọc nhỉ, cũng nghe nói Vâng, đọc. có bốn kỹ năng ở trong đó, nghe nói đọc viết, và em sẽ không giải thích cái gì ở trong bài nhé chị nhé. Được chưa? Tức là em chỉ là như thế nào, em chỉ mở cái bài đó lên này cho chị nghe này, sau đó em ghi nhận lại đáp án của chị này. Và bài viết thì là chị sẽ viết, viết xong thì như thế này nhá. Bây giờ bài viết của chị á thì là chị sẽ phải viết ra vở đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì chị viết ra vở và khi mà hết giờ thì chị chụp chị gửi luôn cho em. Được dễ hơn. Đó, và các cái bài nói cũng như vậy, các bài nói thì em cũng sẽ chấm, em sẽ hỏi và em sẽ chấm luôn. Và thường thì em sẽ chấm chấm điểm luôn, sau đấy khoảng tầm 20-30 phút là có điểm luôn. Tại vì nó có một bài nó dễ vì có key chấm điểm luôn ý. Có cái key answer luôn. Đấy thì chị Là lưu ý viết với em như vậy nhé. ok. Là em sẽ không giải thích trong cái gì trong này đâu, cứ tưởng tượng là mình đang làm bài kiểm tra trên lớp như vậy. Trời ơi Chị mấy đi đứa phải nữa. mấy đứa bé bé lớp 5 lớp 6 á, chúng nó có hỏi em khổ lắm, chẳng nhẽ mình không nói thì không đành, không nói thì bảo là thấy nó kia mình nói thì tí sợ lúc QC check video lại bảo đấy. Thầy lại gợi ý kiểu để cho nó làm bài để lấy điểm cao á, khổ lắm. Đấy thì em cứ thống nhất trước như vậy chị nhé. Ok, chị biết rồi. Ok, goodbye chị, nhớ làm bài tập đi. Ok. Ôn tập kỹ chị nha. Ôn tập kỹ nha, nếu như mà được 9 điểm là chuyển giáo trình đó. Thôi má, tôi muốn chuyển xuống rồi ôn tập kỹ gì, không ngon. Ok chị, đấy thì chị cứ chờ bài test xong rồi có gì trao đổi chị nhé. Ok, thế nhá. Bye chị, Thứ hai. em vào nấu ăn đi. Bye.